sao được? Vậy phải mà nhanh, phải nhanh. Chế được đâu? Thì đáng, làm sao không biết. Miễn nhanh là được, nhanh lên. Trời ơi. 35 giây. Trời ơi, cố lên, cố nhanh, lên, cố 20 lên. Giây nữa kìa. 20 giây cuối cùng. Trời ơi. Nhanh. À. Chưa được. Khó chưa, khó chưa. 40 giây rồi. Mình còn 50 giây. Ôi, nữa. Lạnh thật chứ. À, lạnh quá. Lạnh quá hả? Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Quý vị thân mến, và bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách dành cho hai vợ chồng Văn Anh và Tu Vi. Nếu như chiến thắng thử thách này, chúng ta sẽ giúp cho cả ba gia đình có thêm nhiều điều kiện chiến thắng thử thách của họ. Bây giờ mình múc sữa đậu nành vô cái chai này với một điều kiện. 1 phút 30 giây. Wow. Rồi, chuẩn bị. Thời gian dành cho Văn Anh và Tú Vi bắt đầu. Phải, phải nhanh, phải nhanh. Phải nhanh nữa. Càng nhanh càng tốt. Nhanh lên. Phải nhanh bằng mọi giá, phải nhanh. Đúng rồi. 1 phút 30 giây, nhanh lắm. Nhanh lên Văn Anh, nhanh lên nữa. Không thể chậm được. À, chế đổ sữa ra ngoài. Đổ sữa là nhiều quá là không đủ sữa thôi chứ không gì chứ á. Nhanh lên. Trời ơi. Đúng rồi. Cố lên, cố lên, cố lên. 30 giây rồi, còn 1 phút nữa. Trời ơi, sao được? Vậy phải nhanh, phải nhanh. Chế được đâu? Thì đáng, làm sao không biết. Miễn nhanh là được, nhanh lên. Trời ơi. 35 giây. Trời ơi, cố lên, cố nhanh, lên, cố 20 lên. Giây nữa kìa. 20 giây cuối cùng. Trời ơi. Nhanh, cố lên, 15 giây. Thôi, 15 giây. 15 giây còn 2 chai nữa. Trời ơi. Nhanh lên. Ở dưới nó kìa Văn Anh, nhanh đi. Trời ơi. Trời ơi. Nhanh. Được, được, được. Được 12 nha. Giây. Trời ơi, 12 giây được nha. Được. 10 giây. Được, từ từ, từ từ. Chai nữa kìa, chai. Còn chai dưới nữa kìa. Chai dưới nè. 7 giây nữa. Nhanh lên. 7 giây. Ôi, phải đầy nắp nữa hả? 5 giây. Không cần đầy nắp mà. Không được. Không, không nói đầy nắp mà. 4. Gì? Không đầy hả? Không nói đầy nắp. 3. 2. Nhanh đi, nhanh đi. Trời ơi, sao anh bình tĩnh quá vậy? Anh làm gì mà nó từ tốn dữ vậy? Trời, bên em mới gớm luôn kìa. Như Văn Anh nó bình tĩnh hơn Tú Vi á. Và bây giờ mình mở quyền ưu tiên xem gì nè. Dạ, em mở nha. Mở đi. 1, 2, 3. Giảm 10 quả bóng nước. Wow. Giờ họ còn một thử thách nữa. Nếu như mình lại giúp họ một lần nữa thì họ sẽ được giảm thêm từ phần khó khăn nữa. Dạ. Thử thách này là gì? Ở trong cái thùng nước đá này rất là nhiều nước đá. Ở trong đây cũng rất là nhiều cái chìa khóa. Nhưng chỉ một cái chìa khóa mở được cái quyền ưu tiên nằm trong đây thôi. Đó. À, hai vợ chồng làm sao mà tìm được cái chìa khóa mở được cái đó là lấy quyền ưu tiên là xong. Hay là ba tìm cho. Thôi, để mẹ tìm cho. Nếu mà lạnh quá thì đổi cũng được. Ok nha. Ok. 1 2 3 bắt đầu. Cố lên. Chìa khóa nó nhỏ lắm. Kìa, kìa, kìa. Đó. Cố lên nào. À. Chưa được. Khó chưa, khó chưa. 40 giây rồi. Mình còn 50 giây. Ôi, nữa. Lạnh thật chứ. À, lạnh quá. Lạnh quá hả? 45 giây, còn một nửa thời gian nữa. Cố lên. À. Wow, tưởng đơn giản. Lấy ra, lấy ra, lấy ra. Lấy quyền ưu tiên ra. Nhanh lên. Đâu, rồi, mở ra luôn. Giảm một nửa trái cây. Wow. Tức là ba gia đình sẽ giảm được một nửa. Ui trời, một nửa. Ui trời, trời ơi. Lạnh khủng khiếp luôn á. Lạnh quá. Yeah. Ý mà nó mới qua cái bàn tay thôi nó lạnh vậy đó. Yeah. Nói chung là có sự cố gắng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách dành cho ba gia đình. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình.